Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam đã nêu gương cho chúng ta về niềm tin sát son vào Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống mình. Với quyết tâm noi gương các ngài để sống cho Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta, nơi đã thấm nhuần máu của các thánh tử đạo, luôn được hòa bình và thịnh vượng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các thánh tử đạo đã vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn thi hành sứ vụ trong tinh thần bác ái, công lý và hòa bình. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Phúc cho các con là những kẻ bị bắt hại vì công chính. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai là nạn nhân của bệnh tật, nghèo đói, áp bức và bất công, luôn tìm thấy ý nghĩa trọn đầy của đau khổ mà mình đang gánh chịu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các thánh tử đạo đã chấp nhận trở thành hạt lúa mì gieo vào lòng đất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết noi gương anh dũng của tiền nhân, can đảm hy sinh trên con đường theo Chúa, bảo vệ đức tin và thực thi đức ái. Xin Chúa nhậm lời chúng. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho Hội Thánh Việt Nam những mẫu gương đức tin anh hùng. Xin giúp chúng con biết noi gương các thánh tử đạo, can đảm tuyên xưng đức tin bằng cách sống trọn lòng mến Chúa yêu người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.